Bài tiếp theo vẫn là sử dụng chức năng ADC để đo điện áp. Bài này sử dụng một nút bấm, ấn nút này lần thứ nhất thì led sẽ hiển thị với một chữ số thập phân, ấn nút này lần thứ hai thì led sẽ hiển thị điện áp với hai chữ số thập phân. Như vậy là nó cũng có hai chế độ hiển thị, cũng có hai chế độ hiển thị, nhưng mà bài này để mà thực hiện việc chuyển đổi giữa chế độ này với chế độ kia là chỉ sử dụng một nút bấm thôi. Như vậy thì sửa lại code từ code bài trước cũng được cho nhanh. Copy ra, sau đó sửa lại code bài này. Rồi, bây giờ là chỉ sử dụng một nút thôi. Bài trước là hai nút thì như thế này, ấn nút thứ nhất thì cho mốt 1 0, nút thứ hai thì cho mốt 1 1. Nhưng mà bây giờ một nút thôi, ấn thì sẽ chuyển giữa 0 và 1 của cái biến mốt này. Thì như vậy ấn nút thì sẽ biến mốt sẽ giống như các bài trước về việc đảo trạng thái từ 0 với 1 của một chân ấy. Thì bây giờ đảo trạng thái giữa 0 với 1 của một biến mốt. Như vậy biến mốt cho biến mốt bằng 1 trừ 1 thì nó sẽ đảo giữa 0 với 1. Thì đến đây ở các bài cũ khi mà đảo trạng thái một chân ấy, thì khi mà cái chân đấy bằng một trừ đi chính chân đấy thì chân nó sẽ đảo trạng thái, thì mình sẽ phải cho thêm hoặc là câu lệnh delay hoặc là vòng lặp while để cho nó chờ qua cái thời gian người dùng ấn nút đi, qua thời gian người dùng ấn nút đi thì nó sẽ không bị đảo một cách nhiều lần, không bị đảo liên tục nhiều lần. Như vậy thì ở đây nếu mà chỗ này mà cho delay 200 chẳng hạn để qua cái thời gian ấn nút thì chạy thử xem nó như thế nào. Ban đầu hiển thị điện áp với một chữ số thập phân, ấn nút thứ nhất đấy, thì nó cũng chuyển sang hai chữ số thập phân, đang là hai thì ấn nút một lần nữa chuyển sang một chữ số thập phân. Nếu ấn và giữ thì nó cứ đảo một cách liên tục này, cứ đảo liên tục cứ sau mỗi 200 ms đấy, sau khoảng thời gian delay đấy. Nhưng mà nhận thấy là nó thì cũng được, nhưng mà nhận thấy là mỗi một lần ấn nút thì led nó nháy một phát, nó tắt đi xong nó lại hiển thị lại, bởi vì trong cái thời gian delay 200 ấy thì led không được quét, như vậy là led nó tắt đi. Thì như vậy thì gọi là cũng được, nhưng mà mình thấy nó như vậy nó không được hay lắm. Làm nào để cho led nó trong cái thời gian ấn nút này led nó vẫn cứ hiển thị liên tục thì là sẽ là tốt nhất. Như vậy thì ở đây thì sử dụng vào là while, while trong khi cái nút này vẫn được ấn này. Đối với các bài cũ đảo trạng thái của một chân thì là trong vòng while này thì không cần làm gì, bởi vì là nó không không cần làm gì thì nó trạng thái chân nó không thay đổi. Nhưng mà bài này thì ấn nút này thì không thể không làm gì được, bởi vì là nếu không làm gì thì led này không được quét, led không được quét thì nó không hiển thị lên thì không được. Đấy, như vậy trong cái while chờ nút được nhả ra này thì thực hiện vẫn được, vẫn phải gọi việc hiển thị ra, vẫn gọi hàm hiển thị để cho led nó hiển thị ra. Và cái việc hiển thị ra thì nó lại căn cứ vào giá trị biến mốt, tức là nó như thế này, nó chính là cái đoạn code này luôn. Xét giá trị biến mốt bằng 0 thì nó hiển thị như thế này, chạy chế độ này, biến mốt bằng 1 thì nó chạy đoạn code này. Như vậy thì mình sẽ copy nguyên cái đoạn code này vào trong cái while if ở nút này. Đấy, vòng vòng while chờ chờ nút được nhả ra này. À, nhưng mà khi mà code một đoạn code mà nó lặp đi lặp lại ở hai chỗ giống nhau ấy, thì nên xây dựng ra một hàm, tức là như này cái đoạn code này cho lên làm một hàm riêng, bởi vì là nó xuất hiện ở hai chỗ, thay vì viết đi viết lại ở hai chỗ thì mình sử dụng hàm. Đấy chính là đặc điểm của hàm ở trong ngôn ngữ lập trình C. À, đặt tên hàm là hiển thị điện áp chẳng hạn. Thì copy nguyên cái đoạn code này vào cái hàm này, xong rồi sau đó ở chỗ file 1 thì chúng ta sẽ cái chỗ đoạn code này thì thay bằng cái hàm này hiển thị điện áp này, xong rồi chỗ while trong khi nút này vẫn được ấn này thì cũng gọi hàm hiển thị điện áp ra, nó sẽ là hai chỗ. Đấy, như vậy khi mà ấn nút này xong rồi có vào là while này, trong khi ấn nút thì
vẫn hiển thị này, vẫn gọi hiển thị ra thì nó LED vẫn hiển thị thì nó sẽ không bị nháy nữa. Một chấm năm hiển thị một chữ số thập phân này, ấn nút nó chuyển sang 1.54, giữ nút thì là nó vẫn như vậy, nhả ra ấn lần nữa thì mới chuyển lần tiếp theo này, và trong cái lúc mình ấn nó chuyển chế độ thì LED nó không bị nháy, không bị tắt đi xong hiện lại nó nháy, LED vẫn hiển thị liên tục này.